Kể từ lúc anh bước chân xuống Việt Nam anh biết là có một cô em giống y như anh trong phim chưa? Riêng nha, tại classic. Well, mà ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันดาฉันแฉ่งได้กับก้อยจื Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Khánh nhận được lời mời của Miu Lê tới đây để mà cùng Miu đi dẫn ông anh trời đánh của Miu hả? Ông anh thất lạc bấy lâu nay đi ăn uống, Khánh rất là sẵn sàng và tham gia cùng với Miu trong cái buổi tối ngày hôm nay đi ăn no say. Đói quá rồi. Ok, đói quá rồi hả? Ok, đi. Sao qua đi khắp. Sao qua đi khắp. Rất là cảm ơn hai anh đã dành thời gian sang Việt Nam để tham gia vô cái cine tour của phim Ông Anh Trời Đánh. Nói chung là hy vọng là phim sẽ thắng lớn không chỉ ở Thái Lan mà sẽ ở Việt Nam luôn. Khóc khun có mình chẳng là một phần chí bảo hoa phà mà đồ mà học lại càng khó là đi đi ngay lúc chẳng phù để khóc khun. Nên chẳng với hoa khóc phù khăn lạc đầy chín này có phần chí hay khóc khun. Thế rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, khóc khun nào khám. Khóc khun nào. Mát khóc khun nào. Thank you. Ok, cảm ơn. Ok, dạ ที่จะเข้ามาถ่ายที่เวียดนามก็ฝากติดตามด้วยครับผมก็อยากรู้จริงๆเราอยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยคนเวียดนามดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงก็มาบอกกันได้ครับก็ขอให้ดูหนังให้สนุกครับ